vui dự tiệc họp mặt thân Hữu Thi Ca. Nhà thơ Lê Hữu Minh toán binh toan Pule ở Mỹ về thăm quê hương. Dù người anh ruột đang lâm trọng bệnh, nhưng anh rất muốn gặp mặt thân Hữu Thi Ca như năm nào tại nhà hàng cơm Niêu Sài Gòn. Và 16 giờ chiều thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2022 tại nhà hàng Vườn Cao 360 Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, qua sự ủy quyền của anh, Bùi Đời Thi sĩ Trần Thoại Nguyên đã gửi thư mời, và các văn thi hữu đã đến dự đông vui, đầm ấm, chan hòa dạt dào tình cảm thương yêu, tâm tình, đọc thơ cho nhau nghe, với trên 20 anh chị em. Nhà hàng đặc tiệc đã mừng tặng bảng chữ vàng, họp mặt thân Hữu Thi Ca. Hôm gửi thư mời, chúng tôi tưởng nhà thơ và dịch giả tài hoa Võ Thị Như Mai đang còn ở Sài Gòn, bạn đã về xứ Úc và bất ngờ gửi hoa chúc mừng nhà thơ Lê Hữu Minh Toản qua bác sĩ Trần Quốc Vĩnh mang đến. Trân trọng cảm ơn bạn nhé. Họa sĩ Triều Sơn đã đến dự và ký họa chân dung Lê Hữu Minh Toản tại chỗ tặng anh chủ tiệc. Dưới đây là những khuôn mặt thân thương đến dự và một số hình ảnh tôi lưu lại từ trang các bạn đưa lên và tôi nhận được từ tin nhắn SMS. Những khuôn mặt thân yêu, nhà thơ Lê Hữu Minh Toản, nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên, họa sĩ Triều Sơn, nhạc sĩ Trương Tử Ca, nhà văn Giang Trương Văn và nhà văn Ít A Lơ Puchilo, nhà thơ Nguyễn An Bình, nhà thơ Khánh Đoàn Văn, nhà văn Nguyễn Châu, nhà thơ Bích Nhạn Hồ, nhà thơ Huệ Kiều, nhà thơ Dung Thị Vân, nhà thơ Phạm Danh, nhà thơ Bùi Chỉ Vinh, nhà thơ Thiên Di, nhà thơ Vinh Trần Quốc, nghệ sĩ Mộng Thu Ngâm Thơ, ca sĩ Thuy Dương Nghiêng. Bằng việc không đến được là cặp đôi tuyệt hảo họa sĩ Lê Triều Điển và nhà thơ Lê Triều Hồng, nhà văn Lê Triều Hồng Lĩnh, nhà văn Châu Long Giang, nhà thơ Giao Văn Lê, nhà thơ Kiều Giang, nhà thơ Nguyên Bình, nhà thơ Anh Dung Hoa Nguyễn Đại Hoàng, nhà thơ Quang Vũ Trọng, nhà thơ Nguyễn Hải Thảo, nhà thơ Yên Lê Việt, nhà thơ Phạm Ngọc Dụ, nhà thơ Sơn Nguyễn. Một lần nữa, cùng nhà thơ Lê Hữu Minh Toản chân thành cảm ơn quý thân Hữu Thi Ca trong tinh thần vui khoảnh khắc trên bờ môi vĩnh cửu, sống mỗi ngày xin càng chén yêu thương.